23 triệu người, đây là con số người Việt đang chống chọi với căn bệnh ung thư. Ngày nay do nhiều nguyên nhân mà tỷ lệ nhiễm căn bệnh này ngày càng cao. Một trong năm loại ung thư nhiều người mắc phải nhất tại thời điểm hiện tại là ung thư máu. Và Phan Văn Nguyên là một trường hợp như thế. Nguyên hiện đang là sinh viên năm 2 Đại học Thủy Lợi. Bố mẹ đều làm ruộng tại Thôn Thủy, xã Chi Lăng, Quế Võ, Bắc Ninh. Nói về ước mơ của mình, cậu mong muốn trở thành một kỹ sư điện trong tương lai thế nhưng căn bệnh ung thư máu quái ác này lại ập đến với cậu ban đầu có suy sụp mệt mỏi thế nhưng giờ đây cậu lại tràn ngập quyết tâm chiến đấu với bệnh tật và hoàn thành ước mơ của mình động lực để cho nguyên luôn luôn cố gắng vượt qua mọi đau đớn mệt mỏi từ tinh thần thể chất là sự đồng hành của cha mẹ sự sát cánh của nhà trường thầy cô và sự động viên quan tâm chia sẻ từ bạn bè để giúp đỡ nguyên và nhiều người khác, những người cần nguồn máu nói chung, trường Đại học Thủy lợi đã phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu những giọt máu hồng. Hoạt động nhân văn này nhằm nhân lên những tấm lòng và sự sẻ chia trong xã hội thông qua hoạt động hiến máu. Trong đó, nhà trường cũng đã ủng hộ 20 triệu đồng cho Phan Văn Nguyên để động viên tinh thần và giúp đỡ phần nào về vật chất cho chàng sinh viên Đại học Thủy lợi bên cạnh đó những hoạt động này đã giúp cho nguyên có thêm quyết tâm chiến đấu lại với căn bệnh ung thư máu